Thưa quý vị và các bạn, dưa lê, húng láng, nem báng, tương bần và câu ca dao đó đã gợi cho chúng ta nhớ về những đặc sản nước tiếng mang hương vị đặc trưng của vùng quê Bắc Bộ. Và trong đó thì không thể không nói tới tương bần, món ẩm thực cổ truyền mang đậm đà vị quê. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng về thăm miền quê có nghề làm tương truyền thống nổi tiếng của cả nước, gắn liền với truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời của đất và người Hưng Yên. Đó chính là phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hảo. Chúng tôi về làng nghề tương bần trong những ngày đầu hè, được gặp gỡ với anh Lê Đình Đạt, là chủ tịch hội làng nghề tương bần và cũng là chủ cơ sở sản xuất tương có tiếng ở địa phương. Anh đã đưa chúng tôi đi tham quan cơ sở sản xuất của gia đình để tìm hiểu về nghề truyền thống này. Tương có ở nhiều nơi, thế nhưng tương bần của Hưng Yên vẫn được xem là đặc sản nước tiếng của cả nước. Theo các cụ cao tuổi trong làng cho biết, nghề làm tương ở đây có từ hàng trăm năm nay. Xưa kia, tương là sản vật tiến vua và được sản xuất ở làng Bần nên có tên là tương bần. Nguyên liệu chính để làm tương gồm có đậu tương, còn gọi là đậu nành. Tiếp đó là gạo nếp cái hoa vàng, muối trắng và nước sạch. Nguyên liệu làm tương bần không khó kiếm, nhưng công đoạn làm tương rất công phu và mất nhiều thời gian để cho ra đời món tương thơm phức, vàng ươm, đòi hỏi kinh nghiệm và bí quyết. Gạo nếp sau khi ngâm, cho vào đồ thành xôi, đem ủ trên nong, chờ lên mốc màu vàng hoa cau là được. Đỗ tương phải là loại hạt to, đều, sáng và bóng. Sau khi đãi sạch, rang vừa chín tới, đến khi có màu vàng và mùi thơm là đạt yêu cầu. Sau đó xay nhỏ, ngâm trong nước khoảng 7 ngày cùng thời gian ủ mốc, rồi đem ủ với mốc cho quyện các nguyên liệu. Hòa với lượng muối vừa đủ, đem ủ trong những chiếc chum sành. Hàng ngày người thợ phải đảo đều các chum tương vào thời điểm mặt trời chưa lên cao. Vậy thì cái gì làm nên cái nét đặc sắc nhất của tương bần mình ạ, so với tương của các nơi khác ạ? Cái đặc sắc nhất mà để tạo ra cái tương bần ở đây ngon, cái đầu tiên là cái kỹ thuật của những người làm, là cái kinh nghiệm lâu năm của làng nghề. Gọi là bí quyết làng đấy, nghề. Đấy, cái bí quyết. Cái thứ hai nữa là trời phú cho cái khu vực ở Bần này. Dạ vâng. Là có cái không khí và có cái nguồn nước nó đặc biệt như mọi nơi không thể có được, để coi như nó tạo ra cái sản phẩm tương. Thế cái thời điểm nào làm tương thích hợp nhất ở trong năm ạ? Nếu mà thời điểm làm tương để ngon nhất là từ thời điểm này giờ đi đến tháng 9 hoặc tháng 10, có thời tiết nó ấm nắng thì nó sẽ có sản phẩm tương ngon. Vì tương này là bắt buộc phải có nắng. Cái ánh nắng nó như là cái tia cực tím nó chiếu vào thì nó tạo cái vi sinh cho cái chum tương ngon. Tương này thì nếu mà khi mà nó đã có nắng như thế này mà nó đã ngấu được rồi, được như này rồi thì cứ để thoải mái. Càng để càng ngọt càng ngon khi chum tương nhé. Mà đã đạt đến cái độ ngấu, độ chín, đấy, độ ngon như cái chum này thì nó phải lên được cái màu vàng. Đầu tiên là vàng, sau đó nó chuyển dần sang cái vàng cánh gián thì là lúc ngon nhất. Và nó phải có cái độ sánh, độ mịn của cái mốc. Nó đã được nâu, phơi lâu ngày và nó tan dần ra, nó biến, nó nhỏ ra như thế này, nhỏ dần ra. Mình nếm này thì mình phải thấy cái cảm nhận được cái vị ngọt ngọt, chua chua, bùi bùi của đỗ và của gạo. Và mùi thơm tự nhiên của cái tương đấy. Anh Đạt là thế hệ thứ 6 trong gia đình giữ nghề và phát triển nghề truyền thống này. Xưa kia làm tương như một nghề tranh thủ dịp nông nhàn, tạo thêm thu nhập. Còn ngày nay, ngoài gìn giữ nghề truyền thống của cha ông, thì tương còn là nghề làm giàu của nhiều gia đình ở phường Bần Yên Nhân. Với lợi thế nằm cạnh quốc lộ 5, thuận lợi trong việc giao thương tiêu thụ sản phẩm, hiện tại có gần 20 hộ tham gia hội làng nghề. Trong đó, nhiều cơ sở sản xuất với quy mô lớn thành lập công ty, tiêu thụ hàng triệu lít tương một năm, đem lại lợi nhuận trung bình mỗi cơ sở khoảng 500 triệu đồng một năm. Bình quân mỗi cơ sở làm tương tạo việc làm cho từ 5 đến 10 lao động thường xuyên với mức thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng.
Theo như anh nói thì là cái khâu ủ mốc là quan trọng nhất đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải thực hiện cái khâu ủ mốc này như thế nào ạ? Cái khâu ủ mốc này là nó sẽ quyết định cho cái tương nó có ngọt hay thơm hay không. Vì nếu mà ủ mốc không chuẩn thì hạt mốc nó không nên xốp được như thế này. Mà nó cái chẽn lại như là cái hạt gạo nó nhỏ nặng. Đấy. Ví dụ như là một khi mà 10 cân gạo, nguyên bản 10 cân gạo mà làm ra để thành mốc này nó xốp lên, nó nhẹ đi, nó chỉ còn khoảng 2 cân thôi thì nó mới ngon. Trong vòng khoảng 7 ngày liền là hàng buổi sáng là người thợ sẽ bóp cho đều cái mốc lên, nó sẽ lên dần, nó đạt sẽ sang ngày thứ 6, thứ 7 là nó sẽ như thế này. Đấy, là ngày cái này là ngày mai là có thể thợ người ta ủ để ngày kia là đem ra ngả là thành tương rồi. Trưa nay thì bao nhiêu những cái nhà khoa học về nghiên cứu tại sao cái tương ở Bần này nó ngon thế. Vì về sau này người ta kết luận rằng là nó do cái không khí ở cái khu vực Bần này. Đấy, nó có những cái vi sinh để tạo ra cái tương ngon cho khu vực Bần này. Thế có khi nào cái mẻ ủ ngâm mốc của chúng ta ấy nó không thành công không ạ? Nó cũng sẽ có, nhưng ngày chẳng hạn như là làm về trái mùa, về mùa đông, mùa rét, thời tiết nó quá lạnh thì nó làm ảnh hưởng cái mốc này, nó là có con vi sinh nó khó sống, nó không nên được. Hỏng là phải bỏ. Ví dụ như là những cái mốc này mà lên màu đỏ là phải bỏ. Đấy, nếu mà nó lẫn những cái màu đỏ vào là phải bỏ, vì là cái màu đỏ là nó thành cái mốc độc, không sử dụng được. Đấy. Ngày nay có thiết bị máy móc hỗ trợ cho các khâu sản xuất tương như đổ xôi bằng nguồn điện 3 pha, mỗi mẻ đạt từ 1 đến 2 tạ gạo. Nhiệt đều khiến xôi không bị nát, hay công đoạn vất vả là rang đỗ, trước đảo bằng tay, mỗi mẻ cũng chỉ được từ 2 đến 3 kg, thì nay rang bằng máy, mỗi mẻ đạt từ 50 đến 150 kg mà thời gian rút ngắn lại, giảm công lao động. Theo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, tương Bần Hưng Yên xếp thứ nhất trong top 10 đặc sản nước chấm và gia vị nổi tiếng nhất của Việt Nam. Năm 2011, sản phẩm tương Bần đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể, đã tạo đà cho thương hiệu sản phẩm ngày càng phát triển trên thị trường. Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh bởi rất nhiều loại nước chấm cùng mẫu mã bắt mắt thì cũng là điều trăn trở của hội làng nghề. Vậy thì cái thị trường tiêu thụ chính của mình là ở đâu anh? Cái thị trường tiêu thụ chính của tương Bần thì vẫn là trong nước là chính. Thế nó chỉ được một số cũng đưa ra nước ngoài, một số nước ví dụ như Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi Ukraine, rồi Nga, để mà phát triển mạnh cái tương của làng nghề lên ấy. Thời gian tới thì chúng tôi trong ban chấp hành rồi là cũng họp bà con thống nhất đề nghị mọi gia đình đều sản xuất làm sao cho thật là đảm bảo về vệ sinh, về chất lượng, làm sao cho ngon, và sẽ thay đổi hình thức mẫu mã, ví dụ như là những cái nhãn mác, tiến tới là chuyển sang chai thủy tinh, rồi về hình thức vỏ bên ngoài sẽ làm những vỏ hộp giấy đẹp, và những cái túi làm sao mà mình đặt những cái túi giấy để cho nó hình thức và vừa đảm bảo vệ sinh môi trường. Và bước tiến tới nữa, mạnh nữa là sẽ thay đổi bằng những cái như là những cái hũ của Bát Tràng người ta sản xuất ấy. Đấy, thì chúng tôi sẽ đặt những cái hũ đấy và đưa tương vào, thì là trông nó sẽ vừa có như là hình thức vừa đảm bảo mà lại vừa trông nó sản phẩm nó cổ truyền. Tôi sẽ đặt ra những cái tem mà tem như tem chống giả. Đấy, tem này thì là chỉ có dành cho những hộ trong làng nghề để được sử dụng. Trong thời gian tới thì sẽ kết hợp với cái phòng kinh tế của thị xã sẽ đưa cái thương hiệu tương Bần này vào OCOP và vào cái chương trình mỗi xã một sản phẩm, để vừa quảng bá thương hiệu mà vừa để lấy làm sao cho cái chất lượng của làng nghề nào nó sẽ tăng lên. Được làm từ những nguyên liệu đậm chất truyền thống trong thời đại với vô vàn các loại nước chấm khác nhau, thế nhưng tương Bần vẫn được rất nhiều người yêu thích, là thứ gia vị không thể thiếu trong rất nhiều món ăn ngon từ bình dân cho tới xa xỉ. Thứ nước chấm trong mỗi bữa cơm bình dị xưa ca ngày hè, hay những nồi cá kho ngày đông, vị bùi, béo, sánh mịn, thơm ngọt của tương luôn để lại cho những ai đã từng thưởng thức một dư vị khó quên, nhất là với những người xa xứ. Anh đi trăm quán ngàn cầu, hải vị cũng thuộc, sơn hào cũng quen, mà sao anh vẫn cứ thèm đĩa rau muống luộc lại thêm tương Bần. Thưa quý vị và các bạn, trong muôn vàn những thứ sơn hào hải vị có từ nhiều đời nay của người dân Việt Nam, thì tương Bần vẫn là một trong những thứ gia vị không thể thiếu trong những bữa cơm mang đậm đà hương vị của quê hương,
Và nếu như có dịp quý vị và các bạn tham quan du lịch Hưng Yên thì đừng quên ghé thăm làng nghề sản xuất tương bần truyền thống của Hưng Yên để cùng tham quan về quy trình làm tương, cũng như là mua những chai tương thơm ngon về làm quà tặng, và cũng là để phục vụ cho chính những bữa cơm của gia đình mình.